Xin kính chào quý vị, cô chú, anh chị và các bạn. Rất vui khi mà được trở lại chia sẻ cùng với quý vị ở một video tiếp theo hôm nay trên kênh Neo 10TV. Kính thưa quý vị, thì mở đầu video hôm nay xin được cập nhật sơ qua về tình hình tỷ giá đô trong ngày hôm nay để quý vị, cô chú, anh chị mình cùng nắm. Về đầu tiên đó là đồng đô la Mỹ. Thì về đô la Mỹ thì cái giá trong buổi trưa ngày hôm nay mình cập nhật tại ngân hàng Vietcombank á, tại tỷ giá tại ngân hàng á, thì cái giá mua vào á là 23.380 đồng cho một đô và cái giá bán ra là 23.730 đồng một đô. Về giá đô la Mỹ tại các thị trường chợ đen á thì cái giá mua vào là 23.715 đồng và giá bán ra là 23.775 đồng. Về tỷ giá đô la Úc trong ngày hôm nay thì cái giá mua vào là 15.540 đồng và giá bán ra là 16.203 đồng. Tỷ giá đô Canada thì trong ngày hôm nay tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá mua vào là 16.952 đồng và tỷ giá bán ra là 17.675 đồng. Về tiền bảng Anh á, tiền bảng Anh thì ngày hôm nay á, cái giá mua vào á là 27.659 đồng và cái giá bán ra là 28.838 đồng. Về tiền Hàn Quốc, won của Hàn Quốc á, thì ngày hôm nay á là nó sẽ là tỷ giá mua vào là 16.15 và tỷ giá bán ra là 19.67. Thì kính quý vị, đó là một số các cái tỷ giá trong ngày hôm nay mà mình cập nhật qua những cái tỷ giá đô mà phổ biến các cô chú anh chị mình thường hay sử dụng ha, để các anh chị mình cùng có thể cập nhật. Tiếp theo thì xin chia sẻ liên quan đến cái vấn đề tiền bạc. Thì gần đây á, mình cũng có nhận được một cái câu hỏi rằng là có thẻ ATM hoặc là thẻ tín dụng ở nước ngoài, thì ví dụ là chẳng hạn ở nước Mỹ thì khi mà mình mang về Việt Nam á thì mình có thể sử dụng để mà rút tiền mặt ở các cái cây ATM ở Việt Nam hay là không. Thì xin thưa, đối với cái vấn đề này thì cô chú anh chị mình lưu ý như vậy. Thật ra đó thì tất cả thẻ tín dụng hoặc là thẻ ATM ở nước ngoài thì khi mà mình về Việt Nam á thì mình đều có thể là rút tiền mặt được. Tuy nhiên thì cái điều đầu tiên cô chú anh chị mình sẽ phải biết đó là hai cái vấn đề, đó là tốn phí. Cái phí thứ nhất đó là phí rút tiền tại các cây ATM ở nước ngoài. Ví dụ là về Việt Nam mình rút tiền mình sẽ tốn cái phí thứ hai, đó là cái phí tốn phí chuyển đổi ngoại tệ sang hình thức tiền Việt Nam. Thì đây là một cái quy định mà của các cái ngân hàng thôi. Cái này thì chúng ta muốn rút tiền mặt thì lúc nào mình cũng sẽ bị. Trừ phi để mà tránh cái vấn đề rủi ro là tốn cái tiền phí cao, tốn cái tiền phí nhiều, thì trước khi mà mình về Việt Nam, cô chú anh chị mình phải liên lạc ngân hàng phát hành thẻ tín dụng cho mình hoặc là phát hành thẻ ATM cho mình bên đó. Mình hỏi nơi đó rằng là có thể rút tiền mặt tại ngân hàng ở nước ngoài được hay không. Ví dụ là rút tiền mặt tại Việt Nam thì có thể là bị tốn phí hay là không. Thì nếu mà bên ngân hàng người ta trả lời cho mình biết rằng là chúng ta sẽ không có bị tốn phí á, thì cô chú anh chị mình có thể là mình về rồi mình rút tiền mặt ở Việt Nam. Tuy nhiên chắc chắn là một cái điều á, đó là cô chú anh chị mình chỉ được rút giới hạn mỗi ngày. Ví dụ là mình được 500 đô hay là tối đa 1.000 đô gì đó thôi, chứ không thể rút cái số lượng cao hơn, nhiều hơn. Bởi vì là cái quy định rút tiền mặt khi mà mình đi du lịch nước ngoài thì chắc chắn là các ngân hàng sẽ có cái mức giới hạn cho mình. Thì đối với cô chú anh chị nào mà mình có thẻ của ngân hàng Citibank á, thì cái thẻ tín dụng Citibank, thì đây là một cái câu hỏi rằng là về Việt Nam có rút tiền mặt được hay là không. Thì trong nhân dịp Tết nè, đầu năm nè quý vị, thì cái nhu cầu về Việt Nam mình chi tiền xài cũng khá là nhiều. Vì vậy mình đem tiền mặt thì đôi khi nó sẽ bị giới hạn. Vì vậy mà các anh chị mình muốn thuận tiện thì mình mang theo cái thẻ ATM hay là cái thẻ tín dụng thì nó sẽ tiện lợi để mình sử dụng sạc thẻ tại Việt Nam. Thì mình xin thưa là mình vừa nói thì chúng ta phải hỏi lại cái ngân hàng Citibank ở bên là mình rút cái tiền mặt của ATM á, của Citibank tại Việt Nam á, thì có bộ tốn phí hay là không. Thì ngân hàng người ta sẽ cho biết rất là chi tiết và chính xác. Thì nếu mà không tốn phí thì cô chú anh chị mình về Việt Nam á, về Citibank Việt Nam tại Sài Gòn ở đường Nguyễn Huệ á, trung tâm quận nhất, là có thể chúng ta có thể rút tiền tại đó. Hoặc là trong sân bay Tân Sơn Nhất thì mình ở đó mình cũng thấy là có một cái cây ATM của ngân hàng Citibank, cũng có thể rút tiền được tại đó. Thì nếu mà không có tốn phí, mình có thể dùng cái thẻ tín dụng mình rút ở đó nha quý vị. Còn nếu mà bị tốn phí thì cô chú anh chị mình hỏi kỹ luôn là tốn phí bao nhiêu. Nếu mà không nhiều thì thôi mình cũng có thể rút tiền mặt được luôn. Còn nếu mà tốn cái phí nó cao quá thì chúng ta phải suy nghĩ lại. Thì thưa quý vị, là hiện tại
thì Citibank có trong sân bay Tân Sơn Nhất và trên đường Nguyễn Huệ thì cũng có văn phòng đại diện của Citibank. Và đối với cái trường hợp mà cô chú anh chị, nếu chúng ta là thành viên của Citibank mà thành viên vàng á, thì cô chú anh chị mình trong cái trường hợp khẩn cấp á, mình có thể liên hệ ngân hàng Citibank ở đường Nguyễn Huệ và mình có thể là rút tiền mặt trực tiếp tại quầy của ngân hàng. Nhưng mà theo cá nhân của mình biết á, thì cũng không phải dễ rút đâu quý vị. Nói chung là cũng liên quan đến cái vấn đề tiền bạc. Thì cô chú anh chị mình biết đó là hiện nay thì Việt Nam á, thì chỉ cho phép là mang ra, mang vào Việt Nam chỉ tối đa là có 5.000 đô la thôi, 5.000 đô tiền mặt thôi, mà mình không cần phải khai báo thôi. Và nếu như quý vị cô chú anh chị mình mang trên 5.000 đô tiền mặt thì chúng ta cần phải khai báo khi mà qua hải quan sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên thì nhiều cô chú anh chị vẫn lo ngại là phiền phức khi mà khai báo rồi kiểm tra là sợ bị phạt này kia. Thì trên thực tế thì mình nhắc lại là khi mà khai báo mình sẽ không có bị phạt, mà mình chỉ là cái vấn đề thủ tục là mình phải khai báo thôi. Tuy nhiên là chắc chắn cái vấn đề về tâm lý thì mọi người vẫn muốn là cái gì nó cũng nhanh lẹ để mà ra, chứ mình cũng không có muốn đứng ở đó khai báo mất thời gian phiền phức. Mà thêm phần nữa là lỡ đâu mà mình khai báo trung thực quá, người ta mình biết mình mang số tiền nhiều thì người ta lại bắt phạt mình này kia. Cho nên tâm lý một số anh chị mình muốn là thôi, về thay vì được 5.000 đô thì mình đem nhính lên 6.000, 7.000 đô thôi, mình khỏi khai báo đi cho nó chắc. Thì có nhiều anh chị mình sẽ có cái tâm lý như vậy. Thì một số anh chị mà muốn mang nhiều hơn 5.000 đô thì sẽ có một số các cái dịch vụ của một số ngân hàng. Thì người ta sẽ có cái dịch vụ chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam với một cái số khoản phí cũng như là không phải là lớn và cũng khá là hợp lý. Thì cô chú anh chị mà mình muốn yên tâm hơn là không có sợ bị kiểm tra hải quan, không phải khai báo phiền phức này kia, thì chúng ta nên gửi qua cái dịch vụ như em vừa kể trên. Thì về dịch vụ thì chúng ta cũng tìm hiểu kỹ mà và mình gửi. Thì khi mà về tới Việt Nam á, thì chúng ta liên hệ những cái văn phòng và chi nhánh tại Việt Nam có để mà họ cung cấp cho chúng ta, thì chúng ta sẽ rút lại cái số tiền đó với trong cái khoản phí mà mình nghĩ là không có nhiều. Không có nhiều ở đây thì nó đâu đó nó chỉ tốn đâu đó vài chục cho đến 100, 200 đô gì đó thì cũng khá là ok. Nó an toàn hơn cho mình rất là nhiều. Và mình không biết là tùy thành phố, tùy bang hay là tùy nước có những cái dịch vụ đó như thế nào, nhưng mà chắc chắn sẽ có. Đặc biệt là tại Mỹ thì thường sẽ có cái dịch vụ này. Và cô chú anh chị mình tìm hiểu đến cái những cái dịch vụ đó, và trước khi chúng ta về Việt Nam á, chuyển tiền rồi về tới Việt Nam thì chúng ta nhận cái tiền đó rồi sử dụng thôi, để chúng ta thoải mái không phải lo về cái vấn đề thủ tục hành chính tại sân bay. Cập nhật sơ qua như vậy để cô chú anh chị mình nắm biết, bởi vì là cái nhu cầu mà về Việt Nam á, nhân dịp mà cuối năm như thế này thì dĩ nhiên các anh chị mình quan tâm nhiều về cái vấn đề mang tiền về Việt Nam sử dụng. Bởi vì Tết nhất tới mình về Việt Nam mình chi tiêu khá là nhiều, lì xì, quà cáp, mà cái mảng mà tốn tiền nhiều nhất là cái mảng lì xì, và cái mảng thứ hai là cái mảng là mình phải dẫn gia đình người thân đi du lịch đó. Mà du lịch trong mấy ngày Tết ở Việt Nam thì thiệt sự là đi đâu nó cũng bị tốn kém rất là nhiều. Tiền khách sạn, tiền đồ, cái gì nó cũng tăng giá gấp đôi, gấp ba lần so với ngày thường đó quý vị. Cho nên thời điểm bình thường, thay vì các cô chú anh chị mình đem khoảng tầm 5.000, thì bây giờ cái nhu cầu Tết mình có thể mình phải đem lên tới 9.000, 10.000 đô mới có thể là cân đối sử dụng được trong cái dịp Tết. Thành ra là cái nhu cầu mà mình đem tiền nhiều về Việt Nam nó rất là cần. Vì vậy là trong cái video ngày hôm nay em chia sẻ như vậy để cô chú anh chị mình nắm biết thêm về những cái dịch vụ cũng như một số ngân hàng mà có liên kết tại Việt Nam để mình có thể gửi tiền qua đó và mình về Việt Nam rút ra để sử dụng quý vị ha. Với cái khoản phí nó cũng không hề cao. Thì đến đây cái video cũng xin phép được khép lại. Rất cảm ơn quý vị, cô chú, anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Nếu quý vị, cô chú, anh chị thấy video hay cũng như là hữu ích thì có thể nhấn like hoặc subscribe đăng ký kênh. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị, cô chú, anh chị ở một video kế tiếp.